Chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ tới đoạn video thứ ba. Nó liên mạch với nhau, đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3. Thì cái nội dung chia sẻ hôm nay nói về cái gì? Nó nói về thứ nhất là bạn chia sẻ nội dung cho ai? Trả lời cái câu hỏi trong 6 cái câu hỏi á mà các bạn xem video thứ hai á, các bạn sẽ nhận ra được. Thì khi chúng ta đã làm marketing, chúng ta đã kinh doanh đó, thì chúng ta phải xác định được là cái nội dung chúng ta chia sẻ, cái bài chúng ta chia sẻ, cái email chúng ta viết, cái quyển sách chúng ta viết, một đoạn video chúng ta sản xuất thì như thế nào, chúng ta chia sẻ cho ai. Chúng ta phải hỏi ra được một cái câu hỏi nó rất là quan trọng là khách hàng của chúng ta là ai, nghĩa là chúng ta chia sẻ cho ai, khách hàng của chúng ta là ai. Và cái thứ hai á là khách hàng của chúng ta họ mong muốn cái điều gì. Vậy thì bây giờ mình ví dụ để giải quyết cái vấn đề này, thì bây giờ mình ví dụ với các bạn. Mình ví dụ ha, là mình muốn mở một cái lớp học kinh doanh. Vậy thì cái đối tượng quan tâm của mình là ai? Một lớp học kinh doanh á, về khởi nghiệp và lập nghiệp á. Vậy thì đối tượng quan tâm của mình là ai? Thứ nhất có thể là sinh viên, họ cũng quan tâm. Thứ hai là ai? Là nhân viên văn phòng. Thứ ba là ai? Là những người đã ra kinh doanh rồi nhưng mà cái việc kinh doanh họ không có phát triển. Cái thứ tư là ai? Thứ tư là những người đã ra kinh doanh rồi nhưng họ đã thất bại rồi, họ phá sản, họ mất tiền, mất bạc, mất rất là nhiều thứ và bây giờ họ muốn bắt đầu lại. Cái thứ năm là ai? Có thể là công nhân. Thứ sáu là ai? Có thể là công viên, nhân chức nhà nước. Thứ bảy là ai? Có thể là giáo viên. Họ muốn đổi nghề, họ muốn ra làm kinh doanh. Thứ tám là ai? Có thể là anh chàng kỹ sư xây dựng. Thứ chín là ai? Có thể là bác sĩ. Chấm chấm chấm, các bạn thấy nhiều đối tượng mà. Nếu chúng ta chịu khó phân tích ra thì nó vô cùng nhiều đối tượng nữa, nhiều lắm, không phải là chín đối tượng đó đâu ạ. Vậy thì các bạn thấy cái gì ạ? Chứ bây giờ nếu bạn là một người phụ trách soạn một cái nội dung để gửi cái thông tin khoa học này đến cho những đối tượng khách hàng này, thì bạn làm bằng cách nào? Bạn làm bằng cách nào? Nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là bạn soạn một cái nội dung chung hết về cái lớp học này và bạn gửi có bật vào trong toàn bộ những cái data đó, những cái đối tượng khách hàng đó. Chính cái đối tượng khách hàng vừa rồi á mà mình vừa nêu ra, các bạn gửi có bật vào. Ai bạn gửi cũng nội dung như nhau. Tôi có lớp học, tôi có lớp học kinh doanh, mọi người có quan tâm thì đến lớp học này A dạy được cái A, cái B, cái C, giúp cho các bạn nhận ra được A, B, C gì đó, là gửi chung hết. Hoặc là cái cách thứ hai là cách như thế nào ạ? Mình soạn, cái người soạn đó họ soạn một lá thư cho từng đối tượng một. Đối tượng sinh viên, họ sẽ soạn khác. Đối tượng nhân viên văn phòng là một lá thư hoàn toàn khác. Đối tượng là gì ạ? Là dân kinh doanh mà đã không phát triển, khác. Và đối tượng như thế nào? Đối tượng đã kinh doanh thất bại, khác. Các bạn có nhận ra điều không? Nó khác nhau gì ạ? Vậy thì các bạn có nhận ra vấn đề gì? Trong chính đối tượng này, cái sự quan tâm của họ có thể là giống nhau. Họ đều quan tâm là học kinh doanh, họ đều quan tâm là họ muốn ra khởi nghiệp, họ đều kinh doanh là họ muốn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Tuy nhiên cái vấn đề mà họ đang gặp phải á, cái nhu cầu và cái mong muốn của họ đó, nó có thể là khác nhau. Nên là mỗi người á, mỗi cái nhóm đối tượng đó, họ cần những cái giải pháp khác nhau. Vậy thì với bạn, bạn là người ra làm kinh doanh, bạn sẽ chọn cái cách nào để gửi cho đối tượng khách hàng của mình? Bạn chọn cách nào à? Chắc chắn với mình là mình chọn cái cách số 2. Vì sao mình chọn cái cách số 2? Bởi vì bạn thấy nè,
đối tượng sinh viên nếu nó có quan tâm tới khởi nghiệp và kinh doanh đó, thì đối tượng đó chẳng qua là nó muốn tìm hiểu về kinh doanh nó như là một cái kiến thức, tại nó còn trẻ, nó chưa suy nghĩ tới mục tiêu lâu dài nhiều. Nó đơn giản nó đi học kinh doanh để nó biết thêm cái thế giới kinh doanh nó là cái gì, hoặc nó cũng có thể tham gia kinh doanh nhưng góc độ đó là cái góc độ nó muốn trải nghiệm thôi, nó muốn va vấp thôi, nó muốn có thêm kinh nghiệm thôi, tại nó chưa bước vào đời nhiều. Nhưng cái đối tượng á mà họ đã kinh doanh một thời gian và họ không phát triển á, thì các bạn thấy họ quan tâm cái gì ạ? Bản chất đó là họ đã biết kinh doanh rồi, họ đã biết, ví dụ như họ đã biết mở ra được một cái quán phở rồi, họ đã biết vận hành quán phở đó rồi, họ biết gì ạ? Họ đã có khách hàng rồi, họ đã sống được rồi, cái cách làm sao để họ mở ra cái quán phở thứ hai, cái quán phở thứ ba, cái quán phở thứ năm, nhân viên họ nhiều lên, họ vẫn quản lý được, làm sao hai cái quán phở ở hai vị trí khác nhau mà cái chất lượng nó đồng đều nhau, làm sao quán phở thứ hai họ không có mặt ở đó họ vẫn quản lý được, các bạn thấy không ạ? Đối tượng sinh viên với đối tượng này nó khác nhau mà khác. Cái đối tượng thứ ba thì sao ạ? Họ đã khởi nghiệp và họ đã thất bại, và bây giờ họ muốn khởi nghiệp lại, họ muốn làm lại, và chắc chắn là họ không muốn bước vào cái vết xe đổ như lần trước nữa. Họ muốn rằng này họ ra nó phải bài bản, nó phải đi và nó phải đi được, và họ muốn biết rằng là lần trước mà thất bại lý do vì sao mình thất bại. Các bạn thấy chưa? Vậy thì cái nội dung chúng ta chia sẻ cho ai á, nó liên quan tới cái gì ạ? Cái vấn đề khách hàng đang gặp và cái giải pháp bạn đưa cho họ nó là cái gì? Nên cái việc mà chia sẻ nội dung cho ai, viết nội dung cho ai, đi ra làm kinh doanh, chúng ta phải trả lời được cái câu là khách hàng của chúng ta là ai và họ đang mong muốn vấn đề gì, họ đang gặp vấn đề gì và họ đang cần bạn cho họ cái giải pháp đó là cái gì. Và các bạn thấy hàng loạt những người họ ra kinh doanh họ không có biết cách, họ lập ra một cái trang website và họ đưa toàn là bộ những cái thông tin lĩnh vực kinh doanh của họ lên trên đó, và họ không chủ đích để họ giải quyết cái vấn đề nào hết. Họ nghĩ là họ bán mực khô thì ai cũng có nhu cầu ăn mực khô. Họ nghĩ là họ mở cái lớp khởi nghiệp là ai cũng có nhu cầu khởi nghiệp. Họ rất là chung chung. Họ gửi một email theo dạng spam á, tức là tất cả ai họ gửi nội dung với nhau, hoặc là những người spam tin nhắn á, tất cả là như nhau hết. Vậy hôm nay bạn xem cái đoạn video thứ ba này, bạn có nhận ra được khách hàng của mình là ai chưa? Và họ cần cho bạn những cho họ những cái giải pháp về chưa? Ngay sau khi xem video này, các bạn hãy ngồi xuống và ghi ra đối tượng khách hàng bạn cần tập trung vào là ai. Bạn phải ghi ra rõ cái nhóm đối tượng của mình. Bản thân của mình thì mình biết rất là rõ ràng ba nhóm đối tượng khách hàng của mình rồi. Bạn hãy ghi ra rõ ràng, và đối những đối tượng khách hàng của mình họ quan tâm tới vấn đề gì, và bắt đầu bạn mới viết nội dung, bạn chia sẻ nội dung cho họ đi. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video thứ ba này. Để nó liền mạch, các bạn nên xem đoạn video 1, đoạn video 2, và đây là đoạn video thứ ba. Ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp đoạn video số 4 và số 5 nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký ở trên kênh YouTube, và nhớ bấm vào cái chuông nữa để mỗi khi mình chia sẻ thì nó sẽ báo cho các bạn. Và các bạn nào đang theo dõi trên Facebook thì các bạn nhớ follow cái trang Facebook Nguyễn Thái Duy của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.